Và Zowie từ ngày xưa đến giờ thì vẫn là một cái hãng được gọi là làm chuột rất ngon dành cho game thủ FPS, và cũng đã có rất nhiều game thủ FPS trên thế giới đã từng sử dụng qua chuột Zowie. Nhưng mà những mẫu chuột ngày xưa mà các game thủ sử dụng hầu như là những mẫu chuột có dây. Và đến với năm 2023 này thì Zowie mới cho ra mắt mẫu chuột không dây đầu tiên của họ. Và hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này xem là mẫu chuột đầu tiên không dây của Zowie thì có gì đặc biệt nhé. Và trên tay mình đây đang là em chuột Zowie EC2CW với mức giá đang là 4 triệu đồng và cao hơn cái phiên bản có dây của nó tới tận 2 triệu đồng. Và nếu như anh em là một người tìm hiểu thì anh em sẽ biết được là con chuột này sử dụng cảm biến là BAW3370, là một con cảm biến khá là phổ biến trong gọi là tầm giá dưới 2 triệu đồng. Và vì sao nó lại có mức giá là 4 triệu đồng? Và theo mình thì nó sẽ có 3 lý do chính sau đây. Đầu tiên là tại vì nó sẽ có cái in-hand receiver này, hay còn gọi là cái dock. Đây là một cái trạm thu phát tín hiệu giúp cho con chuột có thể sử dụng tín hiệu một cách gọi là mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai là con chuột này hỗ trợ tới 2 receiver và anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái dock này hoặc là có một cái receiver nhỏ ở trong con chuột này. Và nó hoàn toàn có thể sử dụng song song với nhau. Anh em có thể để cái dock này ở nhà cũng được và anh em sẽ mang cái receiver nhỏ đi ra ngoài và hoàn toàn sử dụng được. Và cái điều này thì mình chưa hề thấy bất kỳ một hãng nào làm cả, kể cả là Razer hay Logitech thì mình cũng chưa thấy. Và đây cũng là một cái điều mình nghĩ là cái sản phẩm này nó tăng giá lên là vì vậy. Và lý do cuối cùng theo mình nghĩ đó chính là Zowie họ tự tin vào cái sản phẩm của họ có performance không thua kém gì so với cả những mẫu chuột khác ở trên thị trường. Và khi mà mình sử dụng thực tế con chuột này thì mình cảm thấy được là cái cảm biến của nó không có sự khác biệt so với cả những cái cảm biến cao cấp trên thị trường bây giờ. Quay trở lại vấn đề thì con chuột Zowie EC2CW này thì có gì tốt? Như mình đã chia sẻ ở trên, khi mà anh em mua con chuột này thì trong bốc của nó thì sẽ có một cái dock như thế này, và ngoài ra thì anh em cũng sẽ có luôn một cái receiver nhỏ ở trong con chuột này. Và cả hai con chuột này thì đều có một cái thông số cơ bản pouring rate là 1000 Hz. Và ngoài ra thì Zowie họ cũng có chia sẻ một cái video về ưu điểm của cái dock này là có một khả năng truyền tín hiệu tốt, và ngoài ra là cũng có một cái khả năng chặn nhiễu sóng cực kỳ tốt. Nhưng mà thử nghiệm là một chuyện, sử dụng thực tế là một chuyện, không có ai đi đặt cái dock này lên cái cục router wifi như cách mà Zowie làm cả. Vậy nên là mình đã quyết định test cả hai cái này, và mình sẽ sử dụng cái receiver nhỏ này mình cắm sau thùng PC, còn cái dock này thì mình sẽ để ở phía trước. Và kết quả trả ra được là cái receiver nhỏ này khi mà cắm cạnh gọi là bàn phím và cũng như là thiết bị thu phát sóng thì mình thấy được là cả hai cái đều có cái độ truyền tín hiệu rất tốt. Và mình cũng sẽ test thêm một cách nữa, đó chính là sử dụng con chuột này cách xa 3m thì lúc này thì cái receiver cắm sau thùng PC bắt đầu có tín hiệu nhiễu sóng, còn cái dock này thì nó vẫn ổn định. Thì nhìn chung thì anh em có thể thấy được là cái dock này nó ổn định hơn so với cả những chiếc receiver nhỏ gọn truyền thống. Nhưng mà xét thực tế thì không có người dùng nào họ chơi game FPS mà để con chuột của họ xa cái máy tận 3m cả. Vậy nên là cái điều này cũng chỉ là một cái điều để mình chứng minh cho anh em thấy được là cái dock này nó ổn định hơn so với cả receiver. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì anh em có thể thấy được là cái receiver truyền thống thì nó đã đủ tốt rồi, và nó cũng đủ để cho anh em nào chơi game hardcore tại nhà. Thậm chí là cái dock này của Zowie thì họ chỉ hỗ trợ tới 1000 pouring rate thôi, chứ không như một số hãng khác họ còn hỗ trợ lên tận 4000 pouring rate cơ. Vậy thì cái dock này sinh ra liệu có là phí hoa hay không? Theo mình thì nó vẫn có thể sử dụng được một số trường hợp, ví dụ như là trong các giải esports chuyên nghiệp. Thì anh em biết là trong một số giải esports chuyên nghiệp thì quy tụ cái lượng khán giả cực kỳ đông đảo, và lúc này thì những cái thiết bị xung quanh tuyển thủ thì nó cũng cực kỳ nhiều. Vậy nên là cái khả năng gọi là ổn định của con này mà không bị nhiễu sóng lúc này sẽ được phát huy tác dụng. Và ngoài ra thì cái dock này cũng sẽ là một chạm sạc, anh em chỉ cần chơi game xong là anh em đặt lên đây là có thể sạc được, hạn chế được cái tình trạng hết pin khi mà chơi game. Và con chuột Zowie này có thời lượng pin lên tới là 70 tiếng, anh em chia ra thì cũng có khoảng là 2 tuần sử dụng. Một cái thời lượng pin khá là khiêm tốn so với cả là 1000 pouring rate, nhưng mà cái vấn đề này thì mình nghĩ cũng không phải là một vấn đề quá lớn, tại vì nó đã có cái dock sạc ở đây rồi. Vậy nên khi mà anh em sử dụng xong thì anh em chỉ cần ném lên dock như thế này là anh em có thể yên tâm về cái tình trạng pin của nó nhá. Và bây giờ chúng ta cùng nói về cái form cầm của con chuột này thì nó vẫn giữ nguyên được giá trị, tại vì cái thiết kế của nó là được bê nguyên lên từ dòng chuột EC. Vậy nên là anh em vẫn sẽ có được một cái cảm giác cầm cực kỳ thoải mái, và cũng như là anh em cầm kiểu Palm Grip hay là Claw Grip thì cũng vẫn đều được. Và con này sẽ có tới 3 option để cho anh em có thể lựa chọn từ EC1 cho đến EC3, từ cho người tay to cho đến người tay nhỏ đều có thể sử dụng được. Đối với mình là một người có một cái form tay vừa vừa như thế này thì mình thấy được là EC2 vẫn là một cái sự lựa chọn rất là ổn. Và trọng lượng của em chuột này thì cũng có một chút tăng nhẹ là 70g, nhưng mà đây cũng là một cái trọng lượng không thực sự quá nặng và cũng không thực sự quá nhẹ. Nhưng mà mình có một điều lưu ý cho anh em ha, là trọng lượng của chuột sẽ thay đổi theo phiên bản. Anh em sử dụng phiên bản EC1 thì nó trọng lượng khác, EC2 trọng lượng khác, và EC3 cũng sẽ là trọng lượng khác, và mình cũng đang hiện trên màn hình cho anh em cùng thấy nhá. Về các nút bấm của nó thì con chuột này thì mình thấy được là nó vẫn giống so với cả những dòng chuột EC ngày xưa, và cái nút bấm của nó thì vẫn rất là ngon đó, và cái cuộn chuột của nó thì cũng rất là sướng này. Thế thôi. Và hai cái bên hông này thì cái nút macro của nó thì mình cảm thấy được là nó rất là tách bạch nha, ấn nó không bị lộn nha. Đó, đây là một cái điều mình khá thích ở trên con chuột này. Và bây giờ sẽ là cái phần sound test của mình cho anh em cùng nghe thử cái tiếng switch của nó nhá.
Và có một điều khá hay mình muốn chia sẻ cho anh em là anh em có thể thấy được là những cái hãng ngày nay thì sẽ cho anh em custom khá là nhiều, ví dụ như là DPI này, Motion Sync hay là Progress trên trực tiếp cái phần mềm của hãng. Nhưng mà với Zowie thì họ không làm vậy. Họ bắt anh em phải chỉnh trực tiếp ở trên em chuột này. Thậm chí là với con chuột Zowie EC2CW này thì mọi chuyện nó còn đơn giản hơn so với cả những dòng trước. Anh em chỉ cần đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Zowie ở trong box là anh em hoàn toàn có thể sử dụng được những cái tính năng này. Tổng kết lại thì con chuột này có đáng mua hay không? Nếu bạn là một người chơi game thông thường không hardcore và quan trọng thông số thì mình nghĩ là Zowie EC2CW sinh ra không phải để dành cho bạn. Nhưng nếu bạn là một người đã từng sử dụng qua mẫu chuột của Zowie rồi, hoặc là bạn đã từng sử dụng qua dòng chuột EC rồi, bạn đã quen với cái phong cầm này rồi nhưng bạn lại còn là một game thủ chuyên nghiệp nữa thì con chuột này sinh ra chắc chắn là để dành cho bạn rồi, đúng không? Còn đối với bản thân mình thì mình thấy được là con chuột này không thực sự quá phù hợp với bản thân mình, tại vì mình cũng chỉ là một người chơi cơ bản mà thôi, mình không quá hardcore. Vậy ý kiến của anh em thế nào? Liệu anh em sẽ sử dụng con chuột nào để chơi game và cũng như là học tập giải trí thường ngày? Hãy để lại ngay ý kiến của anh em ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.